Rồi xin kính chào quý bà con, xin kính chào quý anh em ha. Thì hôm nay anh em ghé khu vực của ngã bảy Hậu Giang ha, vườn sầu riêng được anh em bên Thiên Hưng hỗ trợ làm bông trong năm nay mùa ngập. Thì trải qua cái quá trình đợi khoảng tháng mấy quý con, thì chúng ta sẽ trở về đây ha. Anh em nói là năm nay là thật sự rất là khó khăn, cũng như là kiếm cái mắc cua khó quá. Đó, mưa gió rồi mưa đêm đủ thứ hết, cho nên là quý bà con mình ở khu vực miền Tây năm nay hầu như đẩy tháng 7 tháng 8 chúng ta gặp rất là nhiều cái khó khăn. Đó, mưa thì mưa liên tục, mưa thì mưa đêm không ha, rồi trời thì nói chung là ít nắng nữa chứ không phải như năm rồi. Năm nay rất là khó khăn, nhưng mà với cái tinh thần quyết liệt của anh em năm nay thì cũng hỗ trợ chú bà con mình hết mình ha, nhiệt tình, cũng như là kiểm soát được cái vấn đề về những cái điều kiện khó khăn của khu vực miền Tây mình, ví dụ như nước mưa như thế nào. Đây đây bà con xem ha, thì trong cái quá trình mà làm bông bồn gạch đó thì anh em cùng với chủ vườn cũng rất là đặt cái vấn đề về cái cách chúng ta quản lý cái độ ẩm lên rất là cao. Đó, mương nước thì quý con thấy nè, từ cái khoảng cách mà cái mực nước mương đến cái mô sầu riêng của mình ha, cái mặt mô mình khá xa, khoảng tầm thước mấy nó ổn định ha. Thì cái thứ hai là cái vấn đề về cái cách chúng ta đưa phân thuốc lên xử lý bắc lo trong cái điều kiện mùa mưa năm nay thì cũng đúng cái liều lượng, cũng như là đúng cái tình trạng thực tế ở cái tình trạng cây, thì nó cũng rất là hợp lý. Quý con thấy ra bông xong hồi chúng ta xem ha, là cái tình trạng lá bên ngoài nè, cái lá nó xanh nó dày nó bóng nè quý con, đó xanh đen thui luôn, không cháy lá nào hết, chúng ta để không cháy lá nào hết. Năm nay là cái vườn này thì anh em Thiên Hưng là đặc biệt quan tâm vấn đề điểm ha, cái vườn điểm năm nay đây rất là thành công của con. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào xem cái tình trạng mắc cua, rồi chúng ta xem coi cái tình trạng mắc cua này chúng ta dỡ bạc được chưa. Thì đây là cái mắc cua mình nó đang trong cái tình trạng đã sáng hoàn toàn của con, chúng ta nhìn kỹ ha, nó không có hiện tượng bị chai mầm cũng như bị đen bông ha. Có một số cái tình trạng do mưa hôm rày nó đi nhẹ cái bông lá nè, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chặn ém bông lá lại để cho nó giọt mầm bông mình ra. Đó đây những cái mắc cua bên đây, những cái nhánh bên đây rất là đều luôn, hầu như là cái tỷ lệ vườn này anh em làm hỗ trợ chủ vườn năm nay là lên đến 95% thì là bông rất là đạt luôn con. Đây cứng cây hết ha. Rồi chúng ta sẽ xem sơ qua cái tình trạng bông từng cây cho con chúng ta tham khảo vườn sầu riêng năm nay anh em hỗ trợ với chú vườn ở khu vực của ngã bảy Hậu Giang. Rồi qua cái cây bên này đây, đó tình trạng bông như thế này đây. Đó thì anh em hôm nay ghé để xem cái tình hình bông cũng như là xem bữa nay coi mình dỡ bạc được chưa. Đây theo quý bà con mình giờ cái bông này dỡ bạc được chưa nè. Đó thì bây giờ là cỡ khoảng là trên 95% là vườn của mình ở cái giai đoạn bông như thế này, mắc cua mình ra khoảng 1-2 cm ha. Đó thì chắc chắn là mưa hôm rày miền Tây mình thì chắc chắn là năm nay sẽ có bông lá thôi, đặc biệt là cái giống sầu riêng này là sầu riêng Thái. Đó thì có một cái hàng vài cái ri sáo nhưng mà trong vườn này chủ yếu Thái của con nè. Đó rồi qua cây bên này luôn, rất là đều, cây nào cũng rất là đều ha, đầy bạc nè, không chống chỗ nào hết, không chống chỗ nào hết, rất là kỹ luôn, kể cả những cái học cái đường rãnh nè chú cũng đậy rất là sát luôn nè, không cho cái kẽ hở nào mà nước lọt xuống hết, từng cái vị trí tế bào rễ là không cho tiếp xúc với cái nước ở trên mặt luôn. Rồi mưa là tu xuống mương hết, rồi mưa mưa xong là bắt đầu là thoát nước ra, bơm ra rất là nhanh. Thật ra là năm nay cô con thấy là ở cái vườn chú này năm nay đậy rất là thành công của con. Chú kiểm soát cái mực nước cũng như là tình trạng mưa chú đối phó rất là hay ha. À, cua nè sáng cháy luôn ha, sáng cháy luôn cô con, đây từng nhánh luôn đó, rồi xuống nhánh này luôn, nhánh lớn nè. Gì thì chắc chắn là mình sao cô con dỡ bạc được rồi, bông sáng hết rồi, bông thiệt, bông tròn, bông mắt cua của chúng ta nó hiện ra rõ hết rồi, nó vàng nó sáng rõ hết rồi, mà cây vẫn còn nguyên luôn ha, không có tình trạng xuống cây. Thì cái quy trình là xử lý là bông á, cứ đầu là xịt già lá là cái thằng ATV Superfast, cứ hai là những cái dòng lân tạo mầm Arifort, cứ thứ ba là chặn đọt và cái Superfast, tiếp tục là hỗ trợ cái dòng sản phẩm mà ATV và cái sản phẩm Organic Thiên Hưng để mà dưỡng bông. Thì sắp tới là sẽ cho tiến hành dỡ bạc ra heo con, rồi chúng ta sẽ nhấp nước nhẹ. Lý do tại sao khi mà dỡ bạc xong của con chúng ta chỉ được nhấp nước nhẹ thôi, nếu như dỡ bạc ra mà chúng ta tưới một lần ta dội nước xuống rất là nhiều, nó gây sốc nước bên dưới, thì những cái mầm mắc cua này chắc chắn là nó sẽ ra bông lá hết,
nó sẽ chuyển thành bông lá, nó giọt ra hết. Của con thấy đây, nó ý là mưa mà chúng ta kiểm soát được cái mũ mà chúng ta còn đậy đó, mà nó còn có hiện tượng nhẹ đi bông lá. Thành ra nếu như mà kiểm soát bông lá thì dở bạc ra, chúng ta chỉ cần tưới nước nhẹ sương qua là được rồi. Mới đầu chúng ta tưới sương qua ướt bề mặt thôi, rồi qua hôm sau nó tăng nhẹ nước lên, từ từ tăng nước lên, từ từ qua từng ngày đó, ngày thêm miếng miếng gì đó thì nó sẽ ổn định cái dạng bông mình, cái bông mình nó sẽ mập hơn, nó tròn hơn. Ở trên chúng ta tiếp xúc cái bộ sản phẩm ATB với cái Ogrid Thiên Hưng, chúng ta phun nó, ATB nó sẽ giúp cho cái bông mình nó tròn, nó mập, nó chắc, nó dai, nó khỏe. Rồi cái Ogrid Thiên Hưng sẽ giúp cho cái bông mình nó sáng, nó sẽ giọt ra rất là đẹp của con, nó ra cái bông, cái cổ bông rất là chắc, rất là khỏe ha, rất là sáng. Thì cái ATB đó là cái lăng hai chiều, lăng hữu cơ, lăng hữu hiệu ha, nó sẽ giúp cho cái bông của mình rất là đẹp và nó sẽ hạn chế cái tình trạng đi bông lá. Rồi thì chúng ta sẽ đi cây tiếp theo, qua cây tiếp theo từng cây luôn ha. Đây, đẩy cái tháng mấy mà nó tuôn lá có nhiêu đây thôi, tôi còn thấy ha, nó tuôn lá chỉ có nhiêu đây thôi, không hề tổn sức cũng như là mất sức cây đó. Qua tới cây này luôn đó, kẹo bông hết đây, quý con xem ha. Đó, thái là nó rất là mẫn cảm với cái điều kiện mà thời tiết mưa bão cũng như là nước dư, nếu như mà để dư ẩm dư nước rồi nó sẽ dễ, nó sẽ trồi ra bông lá, quý con thấy ha. Thành ra là kiểm soát cái mực nước bên dưới, khi mà tưới nước nhấp nước xong thì qua ngày hôm sau đất nó có độ ẩm nhẹ của con, chúng ta có thể tưới cái xô lăng đó của con. Cái xô lăng của Thiên Hưng đó là cái phốt B5. Thứ nhất, khi mà đã đậy mũ một tháng mấy rồi, cái rễ rất là yếu à, chúng ta ép cây cái rễ rất là yếu rồi, sau khi nó tiếp xúc được với môi trường nước tầm khoảng 1-2 ngày, chúng ta cho liền vô cái xô dưỡng bông á, là cái xô lăng đó, để giúp cho nó chắc khỏe rễ lại. Thì cái xô lăng đó nó sẽ giúp cho ngừa cái nấm bệnh tấn công vào cái môi trường rễ của mình, tại vì khi mà rễ yếu thì cái nấm bệnh nó sẽ theo cái nước nó đánh vô cái tế bào rễ, nó dễ gây thối rễ. Quá trình mà chuyển hóa cái bông của chúng ta sau này nó sẽ đẹp hơn, nó mập hơn, nó khỏe hơn, và sau này cái tỷ lệ phấn nó sẽ nhiều hơn, nó thụ phấn mạnh hơn và nó dễ đậu trái cho mình hơn. Đó là cái điều kiện mà chúng ta cung cấp cái lăng để chúng ta tạo cái năng lượng đầu tiên là từ những cái mắt cua này, và ở trên lá này khi mà xúc tác cái lăng lên nó sẽ giúp cho cái lá chúng ta xanh dày chắc khỏe. Cái lá chúng ta nó đẹp như thế này, sau khi mà dở bạc rồi, nó ra bông rồi, mà chúng ta đưa cái lăng dưỡng bông nữa thì nó sẽ giúp cho cái lá chúng ta càng đẹp hơn nữa, tăng cái độ xanh dậy hơn nữa nha con. Rồi xong, chúng ta tưới cái lăng đó tầm khoảng 3 tới 5 ngày sau, khi mà cái rễ đã khỏe rồi, chúng ta tưới lăng cái rễ đã khỏe rồi thì chúng ta bắt đầu cho nó ăn ba số 15. Chúng ta bón ha, đối với cây này tầm khoảng 5 năm thì chúng ta sẽ bón tầm khoảng 500 tới 700 gram, siết nước cả tháng mấy rồi, rồi mới tưới nước lại, mới cung cấp dưỡng chất lăng hữu hiệu cho rễ khỏe rồi, thì khi mà cái rễ khỏe rồi chúng ta cho nó ăn thì nó sẽ ăn rất là hiệu quả. Nó không có cái gì của khoa học hết. Chúng ta muốn nuôi cây, nuôi bông khỏe thì chúng ta phải cho ăn. Trước xô nhị này của con chúng ta rải một lần khoa học ba số là được rồi. Chúng ta đi ha. Thì tại sao mà dở mũ ra, dở bạc ra, không rải phân liền đi mà đi tưới cái đó? Thì của con mình biết là như đã nói ha, là khi mà chúng ta dở bạc ra cái rễ rất là yếu, đậy mũ tháng mấy rồi cái rễ rất là hốc, rất là yếu, thành ra chúng ta cho ăn phân liền nó sẽ làm cho ngộ độc phân, ngộ độc rễ, nó dễ cháy rễ, tổn rễ. Thành ra là dở bạc ra liền, khi mà cái rễ nó còn yếu chúng ta phải nhấp nước cho nó quen với môi trường nước, xong rồi chúng ta tưới cái xô lăng dưỡng bông dưỡng rễ đó đó, rồi xong chúng ta mới cho ăn thì nó sẽ không gây ngộ độc rễ của mình. Còn nếu mà dở ra liền phân liền nó sẽ gây cháy rễ, tại lúc đó là cái rễ đang rất là yếu đó, cho nên nó sẽ không hấp thu được lượng phân của con chúng ta bón vào đâu. Để nghĩ ha. Rồi thì chúng ta đi tới cây tiếp theo đi con. Đây ha, cây này cứng ngắc luôn nè. Đó. Bây giờ là cái vấn đề là chúng ta sẽ chặn bông lá nè, giúp cho mập bông, tròn bông, khỏe bông nè. Tại vì bây giờ không sợ nó lặn nữa rồi, nó đã ra 1-2 cm là nó trồi thành cái bông của mình rồi ha, không sợ bị lặn nữa. Thành ra là thời điểm này chúng ta dỡ mũ dỡ bạc là thời điểm thích hợp nhất, là từ bông 1-2 cm thế này ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua những cây tiếp theo của con. Cây này cũng vậy luôn, cũng cứng nhắc luôn. Đây, để đứng ở ngoài nhìn vô nè, tôi còn thấy ha. Đó, cây nào nó cũng mắc cua chúng ta 1-2 cm rất là đều luôn. Cổ này là cái cổ nó chiếm cỡ trên 90%. Đó, chú thấy ha nè. Đó, nhìn lên nó vàng chiếu hết ha, rất là hiệu quả ha, rất là đẹp luôn con, ở trên nữa kìa. Rất là đều nhánh luôn, hầu như nhánh nào cũng có mắc cua hết, nhánh bự, nhánh nhỏ, nhánh gì cũng có mắc cua hết, đều hết. Rồi, chúng ta xem ha. Rồi.
Đó, bây giờ dỡ mũ ra là chúng ta sợ mưa của con. Mưa nặng, mưa nhiều nó sẽ đi bông lá. Thành ra là chúng ta tưới cái xô lăn đó, nó cũng cái cách để chúng ta ngừa vấn đề chảy bông lá đó, để giúp cho cái lăn nó sẽ cố định được cái vấn đề mà nó chuyển quá đạm trong cây. Đưa lăn nhiều thì nó sẽ ức chế lại cái đạm. Năm nay thì chúng ta sẽ cho chặn đọt, cho chặn đọt, không cho rước đọt luôn. Tại vì sao con? Tại vì chúng ta cứ nhìn ra ngoài nè, cái lá chúng ta còn, nãy giờ ta xem vườn nha, lá còn y nguyên luôn, còn xanh rất là đẹp luôn đó. Thì chúng ta để ý là thứ nhất cái vấn đề mà nuôi trái nuôi bông sau này á, nó đã đủ 300 lá để nuôi một trái. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề về cái hình thái lá nó to, cái bản lá của mình nó to, các con thấy đây, bản lá rất là to đó, 300 lá thì đã đủ rồi, hay 300 lá là đủ rồi. Thì 300 lá này là những cái lá mà chủ vườn chú đã kéo ra 2-3 cây đọt thời điểm trước, chứ không phải là lá cũ cái năm rồi. Lá cũ năm rồi là rụng bớt rồi, lá chân rụng bớt rồi, bây giờ là mình rước ra là toàn bộ lá mới không. Thành ra nó cái hiệu suất mà quang hợp để nuôi trái sau này rất là đạt, do toàn bộ lá mới, cây mới. Và thứ hai cái vấn đề là chúng ta để ý là cái hình thái lá mình nó to, nó càng to thì nó sẽ dễ tiếp xúc với cái điều kiện ánh sáng. Cái đường kính diện tích lá, cái phiến lá nó to, nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn và nó sẽ quang hợp sau này rất là mạnh. Cái thứ ba là cái độ dày của lá. Lá rất là dày thì nó tích lũy một cái dạng năng lượng cũng như là cái dinh dưỡng hữu cơ khoáng trong này rất là nhiều. Nó thành một cái dạng gọi là cái chất thịt, là chất protein, nó tích lũy trong này rất là nhiều. Cho nên cái điều kiện mà cái lá nó dày thì nó cũng tăng được cái hiệu suất quang hợp rất là mạnh của con, cường độ quang hợp sẽ rất là mạnh. Thì khi mà cái khả năng quang hợp cực mạnh á, thì nó sẽ giúp cho tổng hợp được một cái dạng năng lượng đường một rất là nhiều, và nó sẽ chuyển hóa, sẽ giúp cho đuôi bông đuôi trái sau này rất là đạt. Cái vấn đề tiếp theo á, cái bản lá của mình nó không có bị sâu bệnh, nó không có bị nấm bệnh, không bị cháy lá, cho nên nó cũng là cái điều kiện rất là tốt để giúp cho sau này nước bọc nuôi trái rất là đạt cho con mình ha. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta nói sao của con, lý do mình không cho kéo đọt nữa là vậy đó. Tại vì bây giờ đọt mình toàn bộ là cái đọt mới không, 2-3 cây đọt toàn bộ là cái đọt mới hết, thành ra là nó đủ để giúp cho nuôi bông nuôi trái sau này đạt rồi, chúng ta không cần phải lấy cái đọt nữa đâu. Bây giờ nếu như chúng ta cho kéo đọt nữa thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái dạng mắc cua dạng bông này, cho nên là chúng ta giữ cái dạng đọt này để cho cái dinh dưỡng hấp thu thì rễ lên, cái năng lượng tổng hợp được từ lá, protein, chất điều hòa sinh trưởng, những cái chất khoáng tổng lực lại nó nuôi cái dạng bông này rất là đẹp cho con mình. Đó là cái vấn đề mà anh em chia sẻ với con mình tại sao vườn này cho chặn đọt là như thế. Còn những vườn khi mà ra mắc cua này mà cái lá nó hơi yếu, hay cái lá chúng ta nó vàng, nó nhám, hơi cháy, hoặc là nó thiếu lá, tại trong quá trình đầy bạc ta ép cây, chúng ta lên mắc lo nặng, hay là chúng ta ép cây lăn ly cao, thì cái lá mình nó bị tuôn nhiều, nó rụng nhiều, nó đổ nhiều. Thì khi mà ra bông sáng mắc cua rồi, cái lá mình nó yếu, nó thiếu lá, thì bắt buộc chúng ta phải cho nhiều đọt ngay thời điểm sáng mắc cua này nè, để chúng ta lấy vài cặp lá sau này nó mới đủ để nuôi trái. Đó đó là cái điều kiện là tại sao là chúng ta nên kéo đọt ở trên những cái cây nó yếu. Còn ở đây cái vườn này nó quá đẹp rồi, nó thừa sức để nuôi trái sau này rồi, không cần phải cho thêm cái đọt mới đâu. Đó đó là cái lý do tại sao anh em cho chặn đọt ha. Thì ở bên ngoài nếu như có nhóm đọt đi thì chúng ta có thể xử lý cái bộ sản phẩm chặn đọt và cái super phát, chúng ta phun nó sẽ bóp cái đọt mình lại. Thứ hai, đưa cái super phát có lăng cali cao, nó sẽ giúp cho cái lá chúng ta càng xanh dày hơn nữa. Nó như đã nói nãy ha, lá càng xanh dày thì cái hiệu suất quang hợp nó sẽ càng cực mạnh. Lúc này thì cái quá trình quang hợp diễn ra mạnh thì nó sẽ tổng hợp được nhiều cái dinh dưỡng, mà trong superfast nó có kali, là cái chất mà vận chuyển cái dinh dưỡng nó từ lá nó đem vô trong nuôi bông của con. Đó là cái hiệu quả của superfast mang lại. Cái chặn đọt thì nó làm bằng uniconazole, thì uniconazole nó thì của con mình biết là cái chất mà ức chế đọt mà lành tính, nó không tổn lá, nó không tổn lá, không ảnh hưởng tới cái lá của mình, mà nó chặn đọt rất là lâu dài và rất là hiệu quả. Khi mà trời mà có mưa, đất dư ẩm, có nhóm đọt thì chúng ta xử lý cái thằng uniconazole trong cái chặn đọt thì nó chặn đọt lại rất là hiệu quả. Và khi mà kết hợp superfast nó vừa chặn đọt vừa xanh dậy lá mà giúp cho ổn định cái lá của mình đó, thì chúng ta sau này có được cái dạng lá đến thời điểm thu hoạch luôn còn rất là đẹp. Thì đó là cái giải pháp hôm nay anh em xin chia sẻ của con ha. Sau khi mà ra mắc cua, sáng mắc cua rồi chúng ta làm gì, gieo mủ làm gì dứ, rồi trên cái bông của mình ở trong thân trong nhánh là xịt cái gì, là cái ATP với Unix Thiên Hưng. Ở bên ngoài thì chúng ta phun chặn đọt ha, lý do tại sao chúng ta xử lý cái bước đó thì anh em cũng đã chia sẻ ha. Rồi thì xin kính chúc tụi con mình ha, hẹn gặp lại con mình trong clip tiếp theo.